Yemen nằm ở cực nam bán đảo Ả Rập, giữa biển đỏ và biển Ả Rập. Đây là một quốc gia với địa hình đa dạng, bao gồm phần lớn sa mạc, đồng bằng ven biển và cao nguyên. Các quốc gia láng giềng của Yemen là Ả Rập Xê Út và Oman. Yemen có lịch sử văn hóa lâu dài, đa dạng mang đậm màu sắc của thế giới Hồi giáo. Quốc kỳ Yemen là lá cờ nằm ngang gồm ba giải ngang từ trên xuống có màu đỏ, trắng và đen. Cờ được lấy cảm hứng từ cờ giải phóng A Dập được giới thiệu sau cách mạng Ai Cập 1952. Trong đó, đỏ tượng trưng cho sự đổ máu của những liệt sĩ và sự thống nhất, trắng cho tương lai tươi sáng và đen cho bóng tối đã qua.